giây phút rất là cảm động này, quả thực là cô cũng không biết nói gì hơn, muốn nói rất nhiều với tất cả các bạn. Cô chỉ mong sao tất cả các bạn khi chúng ta rời khỏi mái trường nơi hậu thân thân yêu của chúng ta, nơi đã có 4 năm, các bạn vừa nhìn thấy đoạn clip có thích không? Mặc dù là hình ảnh chưa được đẹp bởi vì trời rất nắng, nhưng khi nhìn lại những hình ảnh của các bạn từ khi lớp 6 hôm đó là đến bây giờ, cô xem lại cô mới nhớ lại là hôm đó trời mưa tầm tã đúng không các con? Và hình ảnh của các cô giáo cầm ô, các bạn học sinh cầm ô bước vào sân trường được chào đón bởi tất cả các anh các chị học sinh lớp 9 với đầy vẻ bỡ ngỡ, ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn nhận ra rất nhiều những khuôn mặt ngay bây giờ vẫn đang ngồi ở đây. Quả thực là vô cùng xúc động, và lúc đó cô càng cảm nhận rõ hơn sự cao quý, thanh cao của nghề dạy học. Các bạn từ những cô bé, cậu bé rất là bé nhỏ, ngây thơ, vụng dại, và chọn ngày hôm nay khi nhìn thấy các con trưởng thành như thế này, thành những chàng trai, những cô gái rất cao lớn, xinh đẹp, giỏi giang, năng động, cô thấy rất tự hào với tất cả những gì mà các thầy cô giáo đã dành tặng các con trong suốt 4 năm. Và cô cũng mong rằng tất cả những tình cảm mà các thầy cô đã gửi gắm cho các con trong suốt 4 năm, các con hãy luôn mang theo mình. Chuẩn bị một tâm thế thật tốt. Chúng ta đã học trong 4 năm trường trung học cơ sở Lê Hồng Vân. Tất cả những gì thầy cô đã trang bị cho các con này sẽ lấy cùng mình và mang theo suốt hành trình của cuộc đời mình. Cô xin chúc các con thành công trên bước đường sắp tới. Và xin kính chào tất cả các thầy cô giáo. Xin chào tất cả các em học sinh của trường trung học cơ sở Lê Hồng Vân. Ngày hôm nay cô rất cảm động được bạn Lâm Hiệu cùng với nhà trường mời cô về gặp gỡ các em học sinh của lớp 9. Và cho dù bây giờ cô không còn ở dưới mái trường Lê Hồng Vân nữa, nhưng những tình cảm của cô vẫn luôn hướng về mái trường này, bởi nơi đây chính là nơi mà cô cũng đã trưởng thành, và cô cũng đã chứng kiến đứa học sinh của khối 9 của chúng ta ít nhất là 3 năm chúng ta trưởng thành từng bước một. Và trong buổi ngày hôm nay cô không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả các em học sinh của lớp 9 chúng ta bước vào một kỳ thi thật bình tĩnh, tự tin và đạt được những kết quả cao nhất. Và đối với học sinh của trường Lâm Hân, trong trái tim cô vẫn luôn luôn hướng về, cô muốn một lần nhắc đến Lê Hồng Vân khi cô không còn ở đây nữa. Cô vẫn luôn nhớ tới các em, và đến một môi trường mới cô luôn sợ mình luôn nhắc đến cái tên Lê Hồng Vân bởi nó quá ấn tượng đối với cô. Xin chào các em, và ngày hôm nay cô cũng có một bông hoa gửi chúc mừng ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh, thay cho những lời chúc của tốt đẹp nhất đối với cô dành cho các em. Các bạn học sinh của trường nữa các bạn.